Không phải chỉ dính một mình tôi, chuyện này khó mà giải thích. Nhỏ chi hãy thông cảm giùm, nếu sau này mình còn thân thiết thì thế nào rồi chi cũng biết. Tôi ước mong tình bạn mãi lâu dài. Nè, làm sao lâu dài cho được, anh xem tôi nhẹ hơn chuyện học. Tình bạn có thể được lâu, bởi chỉ còn vài hôm nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, trở về nhà có cuộc vui khác. Nếu bằng lòng mai nghỉ một bữa, mình đi chơi từ sáng đến chiều, được không? Không được. Hay đi chơi một buổi thôi. Anh đúng là con mọt sách à, không biết hưởng thụ gì cả. Không phải là tôi không biết, nhưng vì tôi không có điều kiện. Anh nghèo thật à? Không hẳn là như vậy. Tôi không hiểu anh muốn nói gì cả. Nghèo thì nghèo, chứ sao lại không hẳn? Đan Chi à, đứng về phương diện tiền bạc, tôi nghèo thật nhỏ chi à. Nhưng về phương diện tư tưởng, tình cảm, nhân cách, tôi thấy mình không được quyền nghèo. Anh tự tin như vậy à? Nhỏ chi biết là nhỏ chi đẹp lắm không? Vậy thì nghỉ học, đi chơi nha. Không được. Nè, sao chi không cố gắng ở lại thêm mấy ngày nữa? Chờ lễ rồi đi, tôi sẽ nghỉ học đi chơi với chi. Không thể vì tôi mà nghỉ học vài ngày, còn bắt tôi phải ở lại vì anh nữa à? Thì có sao đâu. Bộ anh tưởng anh là tài tử LL Long chắc. Nhỏ chi à, có thật là ngày mốt nhỏ chi về Mỹ Tho, nhỏ chi không ở lại được thêm mấy hôm nữa sao? Anh mong chi ở lại thêm mấy hôm à? Mình là một sinh viên nghèo, ngay cả tư cách giao thiệp với bạn gái cũng không có, nhất là với những bạn gái xuất thân từ gia đình khá giả như Đan Chi. Anh à, anh à, anh đang suy nghĩ gì đó? À thôi được rồi, cô cứ về đi. Anh rõ là kỳ cục à, từ nào tới giờ chưa có thấy ai mà như anh hết á. Con người anh đầy mâu thuẫn. Sao vậy? Đi chơi với anh cả tuần lễ nay, tôi thấy anh đổi thay như chóng chóng. Có lúc thì hồn nhiên, có lúc thì đùa giỡn, lúc thì âu sầu như ông cụ non, đang khi vui chớ buồn. Cô đã thấy rõ hết rồi phải không? Vâng, và thấy luôn cả trong cái tim anh nữa kìa. Chỉ còn thấy anh thật là cao. Sợ tôi phải không? Đừng có lo, khỏi phải sợ gì cả, vì tôi không hề có ý định đó đâu. Trước đây tôi có bạn trai nhiều lắm, tất cả đều chiều chuộng, đều sẵn sàng cúi người trước mệnh lệnh của tôi. Tôi chưa hề bị một đứa con trai nào khuất phục. Đó cũng là lý do mà cha mẹ tôi rất dễ dãi cho tôi làm bạn với anh. Họ biết tôi và anh chỉ như đôi bạn tình cờ, sự biết nhau sẽ không có dài lâu, bèo may tình cờ gặp nhau rồi sẽ xa nhau thôi. Nè nhóc Trung à, anh có giữ tôi ở lại hay không á thì cũng vậy thôi. Có thể ngày mai tôi sẽ về Mỹ Tho, ngày mốt nhỏ chi này sẽ quên anh. Chí Trung, tại sao anh không nói gì hết vậy? Còn nói gì nữa nhỏ chi ơi, cô đã nói hết rồi, và cổ đã khuyên tôi như vậy, thì tôi chỉ còn biết im lặng mà nghe theo lời của cô thôi. Ngày mai cô về làm sao tôi dám thốt nên lời, ngày mốt cô đã quên tôi như vừa mới nói. Đang chị ơi, cô với tôi
gỡ nhau đây rồi mai mốt phải chia xa mỗi đứa một phương trời. Dù sao cũng còn đọng lại trong tôi những giây phút đẹp tuyệt vời. Nhớ buổi đầu tình cờ quen biết, ai đã xui cho mình hạnh ngộ cùng nhau. Nhớ những buổi tan trường tôi nghe dạ nôn nao, rảo bước đến công viên để được nhìn nhỏ chi đứng đời. Ráng đỏ trời hồng ban đang mây giăng, gió lạnh tạt về mà tôi vẫn thấy lòng dịu. Tôi cũng như cô nhớ để làm gì, háo hức đợi chờ giờ tắt ngắm, tôi đành quên hết kể từ đây. Thôi tôi về. Chào nhé Đăng Chi. Khoan đã, anh Trung, ngày mai là ngày cuối cùng tôi ở lại đây. Anh không đi chơi với tôi một ngày nữa được sao? Cô cũng biết là tôi coi việc học quan trọng vô cùng. Trọng hơn cả tôi nữa. Nhỏ Chi này, cô dùng chữ trọng ở đây không đúng. Bởi vì giữa chúng mình đã có gì đâu, phải không nhỏ Chi? Việc học của anh đi, anh tưởng là anh ngon lắm hả? Tôi đi đây, từ ra về sau anh đừng không thấy được tôi. Tôi đi đây. Chờ đi, lòng đau xe, tay buông. Giang đào đứng dừng trong mắt lệ, đi bắc hương cầu nhớ nhung người xa buông lại gần tai lặng lời giao thân ngả ba. Dặm trường hương cô hương, gió về chiều xe kề, bước chậm tưởng gần người, cây dài lúng bóng xe, sương sầu reo. À, Nhi. Anh Nghĩa, Chí Trung đi học rồi phải không anh? À, Quỳnh Nhi à. Dạ. Lại đây, lại đây. Gì đây? Nè, xem nè, xem nè. Đẹp quá phải không? Đẹp quá phải không? Dạ. Sao? Quỳnh Nhi thấy thế nào? Trung nói dễ đẹp quá ha. Đẹp.
đẹp lắm. Anh ấy đúng là một thiên tài. Hèn gì cứ nghe anh ca ngợi ảnh mãi. Tôi biết là cô sẽ phục nó thôi. Quỳnh Nhi à? Dạ. Có chuyện gì thì không được giấu tôi nghe không? Giấu anh? Nhưng mà giấu chuyện gì anh cũng đã biết. Là từ xưa cho tới bây giờ